Rồi con về đây được mấy hôm rồi? Về hôm qua chú ơi. Hôm qua xong chạy về đây có chú nhà, chú cháu làm miếng xương chơi. Hôm qua chạy thăm con gái. Thăm người yêu hả? Dạ. Rồi chừng nào con mới qua đơn vị? Chắc xíu con đi rồi. Giờ con công tác ở đâu? Công tác ở Đức Huệ chú ơi. Đức Huệ ha. Dạ. Nay vô đóng giữ được chức gì rồi? Đội trưởng. Đội trưởng ha. Dạ. Bên biên phòng thì nó có cái cái đó kêu đội hả con? Còn bên quân Hầm Đỏ thì kêu là cái trung đội. Vậy là đội là con làm cái đội trưởng đó là mình quản lý được bao nhiêu người? 20 chiến sĩ. Được 20 chiến sĩ. Dạ. Phải con sớm có thời gian con với chú Út nè làm xuyên xương chơi. Dạ. Cái công chuyện đi sớm chứ. Thôi vô miếng trà đi, nay mình làm miếng trà bằng chén đi. Chạy đi gì buổi gì sớm luôn, buổi xe mới mua không rồi. Rồi con quản lý bên cái cửa khẩu biên giới hả con? Đầu bình thường phải biên cửa khẩu chứ mày. Đầu bình thường, đầu biên phòng bình thường. Là nó đang đóng ở khúc nào con? Đầu nó nằm đó khúc nào? Đang ở Đức Huệ chứ. Biên giới Đức Huệ. Ở Long An mình là đồn nhiều không? 11 đồn chú. Dạ. Thôi trước đi rồi đợi công á. Xíu đi liền giờ. Đi mà có công chuyện đi sớm luôn. Thôi gọi lên công chuyện đi, không chuyện thôi chuyện. Từ lúc mới ra trường có mới về thăm ông nội hả con? Dạ. Không có về mà đi mạnh đâu có nhà. Bữa hôm mới ra trường. Bữa hôm mới ra trường đi làm ghé luôn. Nay con nhận lương được mấy tháng rồi? Nhận được 3 tháng nữa. Lẽ gì vậy? Mới đây 3 tháng hả? Dạ. Nay lương được nhiêu ạ? Tháng nhiêu? Ráng giờ hết còn nhiều lấy chưa mà. Tới ngày là chuyển khoản rồi, nhận tiền mặt. Sáng này cũng có cháu cũng về bên nhà mình đó, nhưng mà rủ cháu thì cháu cũng không có ở lại được. Thôi mình cũng về bên vợ. Xuống đây cái nãy giờ cái bà xã mới mừng cá lóc đó. Cá này là cá lóc đồng. Được 4 khúc. Này nấu cháo. Rồi cái này mình rang gạo ha em. Anh nói giờ có ăn cháo cá lóc với cái này chưa? Nào. Này là cái gì vậy? Đố anh biết đâu, nhìn là cái này gì. Này là cái đọt gì ngộ em? Đọt hủ qua anh. Ở đây anh cha ăn cháo đọt hủ qua ngon hơn rau đắng nữa đó. Đó giờ em cũng chưa ăn nữa. Nghe nói thôi à. Rồi gạo này rang bao lâu mới bỏ được? Nó vàng lên, nó vàng rồi, bỏ nhiều luộc cá chứ. Còn chuẩn bị món nữa đây. Món gì? Bắt con gà rộng nữa rồi. Này khỏe chứ chắc không có lai lai nha anh. Hôm nay cũng ngán quá trời ha. Thấy gì đâu, ngày nào cũng về đây. Lâu về, ngày nào cũng nhập hết rồi. Có anh vợ bắt con gà thủ nữa mà hôm nay mình cũng yếu mình quá, sáng tính có cháu về đó là tính chơi trên nhà luôn, mấy ngày nay kiền không thấy ngán quá. Bàn anh vợ thôi nơi anh rộng gà lại đi anh hai ơi, để dịp khác đi. Ủa cái đọt hôm qua này ở đây mình làm gì có vậy em? Đó, anh có đi chợ đó, hai chợ đó, đi chợ bán cái này. Hiếm cũng hiếm bán cái đọt lắm. Cái này mà uống của bế là ngon rồi ha. Cái hủ qua này khác hủ qua mình đó. Cái này không mua hủ đây cũng lần đầu tiên là mình cũng ăn cái đọt này thôi. Cái đọt đó là của trái hủ qua này. Trái qua như xíu vậy hả? Chứ không phải qua bự kia ha. Qua rừng, qua gì đó anh ơi. Thử trái này ăn được không? Được. Cái này nó hơi nhẫn nhẫn mà nó thơm. Thơm hơn qua mình á. Thì đợi nó sắp chín cái mình vớt ra làm sao? Đợi
chín rồi cái mình vớt ra đổ gạo anh, cái đổ vô luôn cũng được mà đều nó dính cá rồi cái nhìn nó không ngon á. Chà, nấu như bài bản quá ha. Sao vậy? Có nấm đồ. Do nhà mẹ có bán tiệm á, có gì mình bỏ đó. À, đủ luôn á hả? Dạ. Vậy là chín rồi ha em. Luộc nãy giờ cũng lâu anh. Vớt cá ra đi đổ gạo với đổ nấm vô. Ủa cái cá này ở đây mình làm gì có được cá này em? Tại mùa nước nổi nên là cái cá này cá phải rê á. Có cái cần câu mà mình quăng xa xa anh. Rồi, vô ngồi luôn ha em. Đây, lâu ha. Mình ăn cháo rồi ha. Hôm nay mình ăn cháo bỏ bổ đi. À, thôi, mình cũng xin mời bà bè đằng xa dùng với mình. Đây là cái buổi trưa. Chắc mình cũng xin tạm dừng ở đây. Sao anh em mình lấy ngót không anh hai? anh hai cũng ngán rồi. Giờ chỉ húp cháo thôi. Mình cũng ở trên đường bên vợ mình á. Sáng giờ mình cũng ở dưới cũng có cái công việc. Giờ mình cũng về trên nhà. Cũng chạy qua chạy lại á. Sẵn cái mình ghé bên anh Thắng cái mình chạy bên nhà mình luôn. Này cũng dịp trùng dịp. Khá cũng đang sơn hoàn hảo là cái con Komatsu BC120-6. Mới qua chú Khanh. Mới qua. Qua nay đâu mất tiêu vậy? Qua nay có đám mấy đám khá ơi. Về vòng vòng quê hương mình đó khá. Dạ. Bà con thấy về nè, thôi đi đám suốt thôi. Còn bao lâu nó mới phun rồi con này? Dạ này chút xíu nữa xong rồi. À. Hôm rồi ghé đây quay cũng nhiều clip mà chưa có dịp sơn cái màu vàng cái con xe này nè. Dạ. Ồ quá hoàn hảo rồi ha. Cái này anh Thắng kỹ dữ ta, anh trát nó bò trong mấy cái mã bơm luôn ha. Dạ, chết rồi. Xong rồi mới chùi lại lâu rồi. Sơn rồi sáng giờ hả vậy? Dạ. Chà quá hoàn hảo rồi. Ở chỗ này là cái chỗ bước lên bước xuống nè. Đây là cái chỗ mà ghế mà tài xế ngồi gắn cabin đó. Mình che cái mi lông này chi vậy? Trừ hao mưa hả gì? Không có che đựng cái những màu đó màu vàng. À vậy hả? Chứ để nó bay dính chung không? À hiểu rồi, có nghĩa dưới này màu vàng rồi sơn cái màu này là màu xám nè. Lên rồi sợ nó bị dính cái màu vàng này. Chà, lên con xe mới sơn này phải bỏ dép ra mới được. Ồ, quá đẹp rồi. Sơn càng ngày càng cái có cái kinh nghiệm nhiều ha. Không có miếng lem luôn mà. Và còn con quặng đó là xong luôn á hả? Gì ghê vậy? Sơn cái cát nhớt của anh luôn hả? Cát nước rồi sơn hết trơn cho người ta nè. Thường thường mình coi bất cứ cái máy nào cái mình coi cái nước làm sao. Khá ơi, rảnh rảnh cái châm vô mấy nước Khá ơi.
Ủa này mới đổ máy thì nước nó hỏi vậy hả? Đâu có. Không có hả? À, do trời nắng. Bữa nay nè, nắng tốt rồi. Ờ, bữa nay nắng. Nó bị hụt khoảng chừng chút nước vậy. Nhiều khi mình chăm vô để mình quên á. Con này chạy cái máy Kubasu có turbo luôn. Quay nhiều clip quá rồi, con này quay rất ghiền luôn mà. Còn mấy quặng nữa xong rồi? Cái này nữa xong rồi chứ không nè. Và sơn từ hồi sáng giờ luôn hả vậy? Nay nắng đẹp lắm chú ơi, sơn từ 9 giờ luôn á. À. Hôm bữa thì sơn cái bắp trước rồi, thì còn cái bắp chỏ làm sao lại sơn cái này thấy gì? Coi chỗ nào còn có quặng nước sơn, coi cái nào sót sót á mình tiêu vòng vòng đi chứ dứt cái chút là hết luôn à. Thiếu một pha cực lắm á. Mấy ngày nay chú gì bển đâu có con xe nào ghé đây hả? Dạ không chú Bảnh ơi. À. Dạo này dựng hai con cũng ít lãnh rồi, tại có lãnh mấy chiếc rồi. Đợi con của Bích Xu này là con 89 đi rồi mấy lãnh thêm phải không? Dạ. Ủa con 89 ngoại rồi khá gắn xích vô chưa? Dạ chưa, chút xíu gắn luôn rồi. À. Con Komatsu BC120-6 này khi sơn xong á, mình chưa có dán tem lên thì cũng không có hình dung ra được cái chiếc xe nó như thế nào. Khi dán tem lên rồi nó mới ra cái biết được cái con xe. Hey, này mấy ngày nữa dựng hai mới dán tem lên. Chắc cả 2-3 ngày nữa. Đem cabin rồi lên luôn. À. 2-3 ngày nữa chú còn đây không? Có đất đâu mà chú đi bệt. Chắc còn đây nè. Dạ. Ủa, kỹ dưới vậy, bó từng ống luôn hả? Dạ. Mở ra. Đang thui. Đang thui luôn ha. Thấy cái sắc nét được chiếc xe. À, tính ra bỏ công sức sơn con xe này tính thời gian cũng mấy ngày hả? Dạ. Sơn nhiều lớp quá mà. Ủa đội này nó có đèn sẵn không hả? Đèn của nó. Con cũng không nhớ nữa. À không nhớ hả? Gì mà ký hiệu gì ghê khá? Thá ơi, ký hiệu gì vậy? Cười gì? Ghi đồng đội á. Ghi đồng đội hả? Chuẩn bị nổ máy chổi lên đang gắn ta lê vô hả vậy? Dạ. Gắn hết chặn lê chắc có chiều quá. Xíu rồi chú ơi. Không tháo ra tháo vô cũng thường ha. Nửa tiếng. Gì giỡn hoài nguyên chặn lê gắn nửa tiếng hả? Đi. Giống như tháo thường rồi. À, cái tay này dặn cục bình riết cũng quen nè. Giết mòn mất điều gì tay hết trơn. Vậy hả? Chà, chổi rất quen dạng tay dữ ta. Trời ơi, chổi hết đi luôn, cục đây hết đi luôn thôi á. Hết đi luôn mà, dữ thiệt. Chiều nay thì qua cũng hơi trễ. Nên thì chỉ quanh quẩn hai chiếc xe thôi. Con này con 89 và con Komatsu. Này bộ lon 89 hả? Buồn riêng không thôi. Ốc sáng giới mà. Lấy dù khóa không có bủi vậy? Lấy dù khóa không đi có bủi vậy?
kiếm nữa chú Khánh ơi. Nhiều chịu phá quá hả? Dạ. Là mình bỏ nhiều chỗ nữa. Ừ. Đang thử con động cơ hả? Dạ. Cho nó hết hơi đừng cho máy nó chạy cho đủ hơi đừng hồi mình bắn luôn. À, phải rồi, có con động cơ máy bắn đó làm nó lẹ rồi. Ta lê nó là thay full hết luôn hay gì ạ? Full hết luôn. Có là thằng kia mới là. Chỗ nhiều cao quá trời vậy. Cho nó dễ hay sao cả? À, lấy cái súng nhỏ gá vô. Gá cho nó vô hết cái bắt đầu cái lấy súng hơi bắn. Phải rồi, ráp này bên 15 phút là chắc có à. Bên 15 phút rồi không cả? Dạ, tốc độ lẹ quá, nãy giờ mới có chừng 2 phút chứ gì. Dạ, xéo xéo bình còn ha. Rồi chúng mới bắt tiếp hả gì? Ồ, cách làm hiệu quả quá. Tí này không mấy mà nhỏ dữ anh. Không hay rưỡi em. À, mới mua tí mới về mà cái lỗ bạc nó nhỏ quá. Ắt cũng lòng mà giờ mình xé lên mà móc lên đựng nóng cái bạc vô xài ắt 50. Dạ 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 cho nó ắt to to ha. Dạ. Không hay rưỡi mà tí xài tí có xe 02 à, tí nhỏ. Dạ. Cho nó lanh. Dạ, cho đừng nhớt hết hay sao? Trời, cái này em cũng mới biết các bạn. Mai em còn đây không? Còn anh. Tính sáng mốt, ngày mốt cúp điện. Dạ. Cúp điện tính đi Hậu Giang thay mâm cho một bạn một bữa. Anh hẹn nó mốt cúp điện, lịch cúp điện đó, cái anh hẹn nó đi là thay mâm nó, tức rủ em đi chơi. Dạ, 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 dạ. Sẵn đi Cà Mau coi xe kia luôn, bạn cứ đi Cà Mau nó mua xe á. Dạ. Coi xe được, xe 03 được cũng mua luôn. Dạ, dạ. Đủ em rảnh này đi chơi luôn. Dạ, dạ. Rảnh mà em hết đất rồi anh ơi, cũng đang ở không nè. Dạ. Dạ. Ngày mai qua đi chơi luôn. Rồi 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 rồi. Sớm em ơi. Mấy giờ đây anh? Ở đây chắc 1 giờ mình đi lên xe đi cái tới chỗ khoảng 5 6 giờ mình làm cho nó sớm. Dạ 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 dạ. Rồi rồi rồi. Vậy là có dịp đi Cà Mau chuyến này ha. Vậy là phía ngày mai phải không? Rồi phía mai. Dạ 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 dạ. Thôi anh làm đi em cũng về bánh nha. Hả? Dạ lâu lâu ghé anh bữa thôi. Dạ. Em này gấp quá không chạy em được. Bữa mốt qua đi ha. Dạ dạ cũng tình cờ em ở bên vợ em chạy về đây thuận tiện đường ghé anh luôn. Rồi. Dạ. Cũng sẵn ghé làm quay một clip trước kỷ niệm rồi sau gửi bạn bè xa xem anh ơi. Cái này đang lấy gấp nên mấy sấy móc vào mà tại cái ti này nó nhỏ quá anh, nó nhỏ nó nhẹ thôi đem cái tiện móc luôn cho lẹ. Dạ 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 dạ. Móc thì lẹ lắm mà cái canh lâu thôi chứ móc lẹ. Dạ. Là trong đây có con dao nằm đây phải không anh? Đúng rồi, để em xấy ra tới ngoài em coi. À. Ra xấy ra rồi. Dạ. Nó có nhiều cái cách làm quá ha anh. Rồi, cái này canh thì lâu chứ móc lỗ lẹ lắm. Rồi móc lỗ về nữa anh có đóng bạc lại không? Có, móc lớn lên đóng bạc vô. Dạ. Mà hầu như anh em thấy là mấy cái rin là người ta có bạc không anh? Có chứ, có bạc, mấy đầu dây có bạc hết, mà tại cái bạc này nó lỗ nó nhỏ quá, ác nó nhỏ. Dạ. Công nhận cái lực nóng dữ ta nó ra khối luôn anh. Ừ. Phải rồi, 15 phút thiệt. Tốc hành luôn ta. Quá lẹ. Tháo thường, ráp thường nữa. Chứ mà dân mà nghiệp dư không biết làm buổi. Thấy vậy chứ buổi mới vô hết. Thôi chúng về. Có gì mai mình gặp nha. Chuyện Hậu Giang sao rồi chú? Thì đi thôi chứ sao bây giờ? Dạ. Thôi giờ này mình cũng về bên nhà.
tuyến đường đó đó, mình chạy về nhà mình tầm khoảng chừng 8 đến 9 cây số tới nhà, gần lắm. Thì mai chiều qua mai thì mình cũng qua đi với anh Thắng, có dịp ảnh cũng có rủ mình đi xuống Hậu Giang với lại Cà Mau. Mình cũng sẵn đó, mình cũng mời bạn bè xa thì đến đó với mình một lần. Cà Mau thì thời điểm đó mình cũng có tới một lần rồi, lâu lắm rồi. Cũng tầm khoảng trên 10 năm có đi Cà Mau, đi xuống dưới tầm chừng ít hôm về rồi. Xe mình chuyển dưới làm, thấy nước mặn quá. Lúc đó thấy xe mới rồi mình làm thấy cũng dội. Thì thôi mình mới rút về Bạc Liêu luôn. Rồi từ đó tới nay mình cũng không có xuống nữa. Buổi chiều này thì anh em cũng không có làm gì, mình với em Út thôi. Nãy cũng có chạy ra ngoài chợ Thanh Hóa mình đó, cũng có mua miếng vịt quay. Ở nông thôn không có màu gì. Với lại đây là cái chén nước chấm. Nước chấm này là mình chỉ có xả và ớt. Ở đây xuống đây cái mình có cái món này nữa. Ở nông thôn thì cái khuôn bếp này cũng hơi bề bộn. Món này thì món ốc. Ốc này kêu là ốc lát nè. Hôm bữa mình cũng có làm một clip á, ốc đó là cái ốc bu thì khác. Nghe cái chị mà chị bán á, chị nói ốc này người ta bắt thiên nhiên, nhưng mà theo mình nghĩ chắc là nuôi chứ giờ đâu có thiên nhiên nhiều để mình bắt đâu. Nói thiên nhiên cho mình mua mà, chứ nó nuôi mình sợ. Mà thôi mình chấp nhận mua rồi, mình đâu có thiên nhiên hay là cái nuôi cũng mua hết. Cũng hơi mẻ nè, nãy lấy con sơ yếu quá. Có 3 cái ly của em thứ 6, mà đợi em thứ 6 làm gì là mới dùng được. Giờ chúc mình với em Út làm trước. Chiều đứng đây cái thấy khung cảnh nó cũng hữu tình quá. Ngay mùa nước nổi, chắc chiều này nước lớn. Nước đó giờ nó ngập hết trơn rồi. Sáng ngày thì nó cạn xuống, giống như cái nước lớn nước rồng. Này lâu lâu anh em muốn đủ đế một bữa ha em. Cũng đế dễ ăn mồi lắm em. Đang ngon nhiều em. Cái cảnh ẩm con mà mình nhậu về sao năm thấy quen thuộc quá em ơi. Giống năm xưa quá không? Giống năm xưa quá. Lúc mình đi làm xa xứ á, thì con mình cũng theo vậy đó. Rồi mấy anh mấy chú đất cũng có rủ, rồi mình phải ẩm con theo. Rồi, vô em ơi. Rồi, dạ. Thôi mời ông bè xa dùng mình ly. Dùng ly này thì mình cũng xin tạm dừng clip ở đây. Rồi vô em ơi. Rồi.